Xin chào mọi người đã quay lại kênh của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người đó là ghế massage toàn thân Okinawa. Mời mọi người cùng đón xem nhé. Okinawa tự hào là đơn vị phân phối ghế massage hàng đầu tại Việt Nam. Trải qua hơn 14 năm xây dựng và phát triển, Okinawa đã có hơn 700 showroom, đại lý lớn nhỏ và hệ thống siêu thị điện máy phân phối sản phẩm chính hãng trên toàn quốc, cho ra mắt hơn 100 model về ghế massage toàn thân nhằm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình. Trung tâm bảo hành uy tín với đội ngũ kỹ thuật lành nghề có mặt ở khắp các 63 tỉnh thành từ Bắc Trung Nam, giúp người tiêu dùng an tâm khi sử dụng sản phẩm. Thông tin nổi bật của sản phẩm: thiết kế tinh tế kiểu dáng sang trọng, sử dụng công nghệ AI thông minh, tính năng kéo giãn toàn thân chuyên sâu, hệ thống con lăn 4D di chuyển bằng silicon từ cổ, vai, lưng, mông, bàn chân, 20 chương trình massage tự động, 5 kỹ thuật massage ấn, bóp, đấm, xoa miết, bảng điều khiển bằng giọng nói TV, bảng điều khiển cảm ứng LCD TV, điều khiển nhanh trên thành ghế, chế độ không trọng lực và điều chỉnh tự động nâng hạ ghế theo yêu cầu, tích hợp sạc điện thoại không dây trên thành ghế, hệ thống túi khí toàn thân massage êm ái ở vùng đầu, vai, tay, chân, loa Bluetooth giúp kết nối những bản nhạc yêu thích làm tăng khả năng thư giãn, nhiệt hồng ngoại ở lưng giúp hỗ trợ xoa dịu mọi cơn đau nhức, con lăn lòng bàn chân kích thích các huyệt đạo lưu thông khí huyết, chất liệu da PU cao cấp tùy chọn điểm hoặc vùng massage riêng trên cơ thể. Thông số kỹ thuật của sản phẩm: thương hiệu Okinawa, model OS 410, tần số 50-60Hz, điều khiển màn hình cảm ứng, phím bấm nhanh, giọng nói sạc không dây, thời gian làm việc 15-30 phút, điện áp 220V, công suất 140W, màu sắc nâu đen, nâu kaki, kích thước sản phẩm: chiều dài 139cm, chiều rộng 76cm, chiều cao 85cm, khối lượng 70 cân, nhiệt hồng ngoại vùng hông lưng, số lượng túi khí 16 túi khí toàn thân, bài tập tự động 20 bài tập. Công dụng của sản phẩm: hỗ trợ giảm đau mỏi cổ, vai, gáy, lưng, thư giãn, giảm stress trong công việc, cải thiện lưu lượng máu, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng hệ thống bạch huyết, giảm bớt các cơn đau và đau đầu, giảm áp lực lên cuộc sống, cải thiện cấu trúc xương sống, điều chỉnh huyết áp, nâng cao chất lượng giấc ngủ, giảm nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm. Chính sách bảo hành: Okinawa cam kết hàng chính hãng 100%, đổi trả miễn phí trong vòng 7 ngày do lỗi của nhà sản xuất, giao hàng và lắp đặt trên toàn quốc, bảo hành 5 năm tại nhà, quà tặng áp dụng cho từng sản phẩm: máy massage cầm tay, nón bảo hiểm, lò vệ sinh da ghế. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.